Đây là nơi xảy ra sự việc cháu bé 3 tuổi bị ngã từ tầng 20 và tử vong vào ngày 9 tháng 3 tại tòa nhà Nam Định Tower, thành phố Nam Định. Trước khi tai nạn xảy ra, cháu bé đang theo học tại trường mầm non tư thục Hương Sen ở tầng 3 của tòa nhà. Điều đáng nói là cuối tháng 10 năm 2017, ngôi trường này đã bị thu hồi giấy phép hoạt động. Nhưng chỉ khi sự việc đáng tiếc trên xảy ra, các cơ quan chức năng địa phương mới biết ngôi trường này vẫn hoạt động chui suốt nhiều tháng qua. Khi cháu bé mất này nói là cháu học ở trường thì chúng tôi rất là ngỡ ngàng vì là không thấy phường báo lên, mà phòng cũng không thấy báo gì, mà thành phố thì phường có báo lên thì chúng tôi mới biết để xử lý. Mà thông thường thì với chức năng quản lý nhà nước của cấp phường thì bao giờ phường phải quản lý các hoạt động trên địa bàn phường mình. Thế khi mà thấy trường hoạt động thì phường, chức năng của phường là phường vào kiểm tra. Kiểm tra nếu như mà thấy không có phép thì phường phải lập biên bản, ra quyết định đình chỉ. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, sự việc đáng tiếc xảy ra tại công trình Nam Định Tower là một lời cảnh tỉnh cho các cơ quan chức năng tại địa phương. Tôi cho rằng là đây là cái việc mà không chấp hành nghiêm túc các cái quy định cũng như là các cái chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Và trách nhiệm chính là thuộc về nhà trường. Còn trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban dân thành phố cũng như của Phòng Giáo dục Đào tạo thì cũng đã rất là cố gắng. Mặc dù cố gắng như vậy thì vẫn còn những cái sai sót, vẫn còn những cái sơ suất và để xảy ra cái chuyện mà anh chỉ đạo rồi, đã kiểm tra rồi mà họ vẫn cố tình. Như vậy trong đó có một cái gì đó nó thiếu cái sự quyết đoán, thiếu cái sự kiên quyết xử lý. Đấy. Tại một diễn biến khác, dù còn một số hạng mục chưa hoàn thiện và chưa hoàn tất việc báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định, nhưng suốt nhiều tháng nay, chủ đầu tư công trình Nam Định Tower là công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Thắng vẫn đưa công trình vào sử dụng, bất chấp các quy định của pháp luật.